Hello, xin chào các bạn, mình là Kim Long Trong đây. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà các bạn có thể kiếm được coin của mình trong lúc đi ngủ luôn. Tức là các bạn không cần phải làm một cái gì hết và đồng coin của bạn sẽ tự nhân lên. Và nó có hai cách. Cái thứ nhất mình sẽ chỉ các bạn ha. Các bạn có thể thấy là những video trước của mình thì tất cả các đồng coin ở đây rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì mình đang dồn về một đồng Fedora. Thì tại sao là Fedora? Thì các bạn có thể tìm hiểu về cái staking, tức là các bạn sẽ bỏ một cái khoản đồng coin nào đó vô trong một cái tài khoản chung, và từ tài khoản chung đó nó sẽ sinh lời cho các bạn vào mỗi cuối mỗi kỳ của một cái staking đó, và hết cái thời hạn staking đó thì cái số coin của bạn sẽ được trả về ví, và các bạn được trả về cộng dồn chung với lại khoản lãi mà các bạn nhận được. Thì làm cách nào các bạn có thể đầu tư vào thì mình sẽ chỉ các bạn ha. Các bạn vào phần earn, các bạn kéo xuống cái phần fee staking nè, các bạn nhấp vào. Thì hiện tại trên ví PhoenixBay nó chỉ hỗ trợ cho một loại đồng duy nhất, đó là đồng fee thôi. Các bạn có thể thấy là cái giá trị của mỗi đồng Fedora hiện tại của mình đã là 0,00257 đô la trên một đồng đó. Còn con số phần trăm này là con số đảm bảo về cái lãi suất mà các bạn sẽ được nhận cuối mỗi kỳ. Thì hiện tại ở trong ví PhoenixBay đợt này thì nó cho mình tới 5 cái để mình có thể đầu tư. Và cái gói đầu tư này nó đang nằm ở mức 99% và nó chưa 100%. Thì nó phải kêu gọi đủ 1 triệu đồng fee thì nó mới bắt đầu staking. Thì các bạn thấy ở đây là nó có cái khoảng thời hạn là 70 ngày kể từ khi cái này được 100%. Đó. Nếu mà các bạn muốn tham gia thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần Star Staking này. Đó, các bạn sẽ thấy là hiện tại đang có, nó đang kêu gọi được là 999.504 đồng phi rồi. Rồi khoảng gần 500 đồng phi nữa thì nó sẽ bắt đầu staking trong vòng 70 ngày. Và cái phí của nó sau khi mà hoàn thành 70 ngày thì các bạn sẽ phải trừ lại 20%, tức là tổng lãi suất của bạn khoảng nằm đâu đó khoảng 139% thôi. Đó, và ở đây là đồng phi mình hiện có. Và min thì các bạn có thể điều chỉnh được là bạn muốn tham gia bao nhiêu cũng được, một cũng được hoặc là bao nhiêu cũng được nha, không giới hạn, nhưng mà bắt buộc phải là số chẵn nha. Và nếu như trong quá trình mà các bạn đang staking mà các bạn muốn rút ra thì các bạn phải trừ một cái phí penalty của nó, là nó có để đâu rồi ta, nó có để trong một cái hợp đồng ràng buộc nếu như các bạn nhấn bắt đầu á. Đó, khi mà các bạn tham gia thì các bạn nhập con số các bạn muốn tham gia vào đây, các bạn tích vô hai ô này và các bạn nhấn Start Staking. Ở đây thì mình có làm và hiện tại mình đang chờ tới ngày để mình nhận lại cái phần vốn lẫn phần lời thôi. Thì các bạn muốn check thì các bạn vào phần My Stake. Ở đây lúc trước mình có thử là một đồng là thử nó có hoạt động hay không, nhưng mà nó vẫn nhận nha các bạn. Ở đây thì một đồng thì ít quá nên là hiện tại là cái phần mà lãi của mình thì hiện tại vẫn là bằng 0 và nó chạy được đã 19 ngày rồi. Cái phần 12 thì các bạn có thấy hồi nãy lúc mà trong cái coin của mình đó, tất cả mình đã dồn như được là mình 778 đồng phi và mình đang chạy. Đó, các bạn thấy là lãi của mình tính tới cái ngày chạy, tức là mình đã chạy được 4 ngày rồi nè, là nó được khoảng 13,14 phi. Thì các bạn có thể nhân chéo chia ngang cho 80. Mình chưa biết là cách tính cuối nó có bị sai dịch gì không, nhưng mà tạm thời thì các bạn lấy 13 chia cho 4 ngày, tức là mỗi ngày là lãi được bao nhiêu đồng phi đó, rồi các bạn nhân cho 80 thì nó ra đâu đó là khoảng 240, gần 250 phi. Xong rồi kết thúc 80 ngày thì các bạn có thể thấy là nếu các bạn đào bình thường á, các bạn đào thủ công từ những cái trang web mà mình share lên trang YouTube của mình á, thì các bạn thấy là một ngày các bạn cao lắm các bạn có thể kiếm được khoảng 2-3 đồng phi nếu mà các bạn đào thủ công đó nha. Nhưng mà nếu mà để vô đây thì các bạn thấy là 80 ngày, nếu mà 2-3 đồng phi kia lên 80 ngày thì các bạn được khoảng 160 cho tới 240. Nhưng mà các bạn bỏ ở đây, các bạn không cần phải làm gì hết thì các bạn đã bỏ túi khoảng chừng 240 đến 250 rồi. Hoặc là các bạn có thể nhân đến 159% này trừ đi cho 20% kia, 20% phí ha. Đó là cách thứ nhất. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn một cái cách thứ hai là các bạn có thể đào một cách
automatic một số loại đồng coin, chứ không phải là 12 loại đồng coin này nha. Nó chỉ cho phép là một số loại đồng này thôi, còn những loại đồng khác thì nó không có nằm trong ví Phasubay. Tuy nhiên nếu mà những cái đồng coin đó nó nằm ở trong những cái ví khác của các bạn thì các bạn cũng có thể đào một cách là automatic, tức là các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ đúng một lần rồi sau đó cứ cách 5 phút thì nó sẽ tự đào và tự nhập về cái ví của các bạn đó ha. Thì cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn chỉ cần nhấp vào. Và khi mà các bạn nhấp vào thì nó sẽ ra giao diện một trang web như thế này ha. Đó. À, mình ở đây là mình làm ví dụ về đồng Dogecoin nha. Thì các bạn có thể kéo xuống đây. À, khi mà các bạn nhấp vào nó ra giao diện như thế này. Và các bạn có thể thấy nè. À, mỗi lần mà reload thì nó sẽ cho các bạn là 3.200 đồng Dog. Và cứ 60 giây, tức là 1 phút thì nó sẽ reload một lần. Và cứ sau 5 lần reload thì nó sẽ chuyển thẳng vào trong ví của các bạn. Tức là 5 phút. 5 phút mà các bạn nhân lên cho 3.200 Dog này thì nó nằm đâu đó khoảng là 16.000. Thì cái 5 phút là 16.000 Dogecoin này nó chuyển vào tài khoản các bạn không cần phải làm gì hết, cứ 5 phút một lần ha. Và mỗi một ngày thì nó cho các bạn reload khoảng trong vòng là 3 tiếng đổ lại thì phải. 3 tiếng đổ lại thì các bạn tự chia ra là khoảng bao nhiêu lần nha. Thì nó sẽ có một cái nơi để các bạn nhập cái địa chỉ Dogecoin rồi các bạn qua bên ví Phasubay vô deposit. Các bạn copy đường link của Dogecoin, quay lại trang web, các bạn paste vào rồi nhấn claim, sau đó các bạn nhấn I'm not robot và thực hiện cái captcha này nha, chọn taxi, verify rồi claim. Đó, các bạn kéo xuống. Đây, các bạn có thể thấy là nó đang tự chạy ha. Thì cái phần này để tránh mất thời gian các bạn thì mình sẽ tua nhanh nha. OK, sau 5 lần mà nó đã reload xong rồi nó sẽ báo cho mình là nó đã claim thành công về ví Phasubay. Và bây giờ nó vẫn tiếp tục nó chạy. Trong khoảng thời gian này thì các bạn cứ mở trang web cho nó chạy thôi. Rồi các bạn có thể là qua những trang web khác, các bạn coi phim, các bạn chơi game, các bạn làm gì tùy, nhưng mà đừng đừng có tắt máy các bạn nha. Khi nào mà xong hết đó thì nó sẽ báo một cái hình robot ở đây. Tức là các bạn đã hết lượt đào rồi, nó bắt buộc các bạn phải qua ngày hôm sau nó cho đào tiếp nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua bên ví Phasubay để bạn kiểm tra là nó có về lại ví của bạn chưa nha. Rồi kéo xuống. Đây các bạn có thể thấy là nó đã về nè, 16.000 Dog nè. OK, chúc các bạn thành công. Và các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để mình có động lực để mình làm những cái đào tự động tiếp theo cho các bạn nha. OK, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công.